phần nhập công trình nâng cao. Như phần nhập công trình phần 1, tức là phần nhập công trình chuẩn đấy, thì chúng ta đã nhập được các công tác và các cái diễn giả, cũng như là chúng ta sửa tên công tác đi rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tiếp tục nhập công trình và khai thác sâu các cái khía cạnh về nhập công trình. Lúc đầu chúng ta nhập một cái công tác với đầy đủ mã là AF1111. Sau rồi chúng ta nhập tiếp là mã là chỉ có AE0, là trường hợp cái mã nó gần đúng thôi. Nhưng một trường hợp khác nữa là chúng ta không nhớ cái gì mã cả. Chúng ta chỉ mang máng chỗ đấy là phần, ví dụ như phần chát tường chẳng hạn, thì chúng ta để vào ô mã, chúng ta gõ Enter. Khi đó thì chương trình sẽ tự động nhảy ra cái phần mà tra công tác theo tên, và chúng ta chỉ việc nhập cái tên công tác mà chúng ta dự định tra vào, ví dụ như xây tường. Trước khi chúng ta gọi Enter ở đây thì chúng ta để ý là có thấy đến 4073 công tác. Thế sau đó chúng ta gõ Enter thì chúng ta sẽ thấy chỉ còn lại là 355 công tác xây tường. Trong 355 công tác này thì chúng có quá nhiều công tác để chúng ta chọn. Vậy thì chúng ta sẽ phải lọc bớt đi làm sao mà nó ít hơn công tác. Ví dụ chúng ta xây tường mark 75 chẳng hạn, thì chúng ta gõ vào là phẩy và 75, sau đó Enter. Thì lúc nãy hơn 300 công tác, và bây giờ chúng ta chỉ còn là 118 công tác. Tiếp theo chúng ta gõ là cái lọc bớt đi. Ví dụ như chúng ta lọc bớt là cái tường là cái độ chiều dày của nó đấy là khoảng 11 cm. Thì chúng ta sẽ thấy là còn có 16 công tác. Và trong số 16 công tác này thì dễ dàng là chúng ta chọn một trong số công tác đấy. Ví dụ chúng ta chọn một cái, sau đó bấm chọn, hoặc là bấm Enter. Như vậy thì chúng ta đã chọn được một công tác mà như ý muốn là xây tường vạch chỉ và xây tường thẳng, và với cái chiều dày là 11 cm, và với cái vữa xi măng mark 75 như đúng như yêu cầu chúng ta đã gõ lúc đầu. Tiếp theo chúng ta gõ tiếp các cái khối lượng vào như bình thường các công tác khác. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách nhập công trình, mà cách chỉnh sửa cái công trình, trong đó là chỉnh sửa cái hao phí định mức. Trong thực tế có một số công tác, là ví dụ như là công tác về ván khuôn chẳng hạn, cốt pha chẳng hạn, thì hoặc cái công tác lợp mái ngói chẳng hạn, âm dương, lợp mái ngói âm dương cao nhỏ hơn 4 m, thì cái đơn vị là 100 m², và chúng ta chọn công tác. Chúng ta để ý ở đây đơn vị là 100 m², thế nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều trường hợp là chúng ta trong thực tế sẽ có rất nhiều các cái trường hợp mà chúng ta sẽ bóc cái công trình không phải là 100 m² nữa, mà chúng ta sẽ bóc là mét vuông, và chúng ta đơn giản là chúng ta gõ đây là mét vuông. Thay vì là 100 m² thì chúng ta gõ là mét vuông. Từ 100 m² mà chuyển xuống mét vuông thì đương nhiên là chúng ta phải nhân cái hao phí mức này lên 100 lần. Và trong trường hợp này chúng ta đơn giản là gõ vào cái hệ số định mức là như thế này, và chúng ta sẽ gõ vào cái hệ số đây là 100, Enter. Thì như vậy cái hao phí định mức này sẽ tự động nhảy lên cho chúng ta. Và một trường hợp nữa là trong một cái tình huống nữa, có những cái đơn giá mà chúng ta sẽ không dùng, chúng ta sẽ không dùng cái tức là khi mà cái vữa ấy, chúng ta không bóc cái vữa ra, thì có thể một số trường hợp là chúng ta sẽ để nguyên cái vữa ở đấy. Ví dụ một cái công tác AF.1.2.3.4.5.1, nếu chúng ta để ở chế độ tra vữa như thế này thì chương trình sẽ tự động tra cái phụ lục vữa để ra được các cái vật liệu như là xi măng, cát, đá, sỏi, nước, phụ gia như chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Nhưng trong một số trường hợp khác, người ta không muốn tra vữa nữa, mà người ta để nguyên cái phụ lục vữa đấy
thì chúng ta sẽ gõ như này, af chấm 1 2 3 4 5, enter. Và trong hợp này thì chúng ta thấy là thay vì cái vữa ở phía trên đã được phân tích ra xi măng, cát, đá, sỏi, thì ở phía dưới chúng ta chỉ nhìn thấy vữa không, và hao phí định mức là 1,03 khối theo cái định mức 24/05. Và đây chúng ta có thể gõ cái giá vào. Ví dụ trong trường hợp này là vữa mắc 100, tôi giả thiết rằng là giá của nó là 250.000 một khối, và giá thông báo của nó cũng là 250.000 một khối chẳng hạn. Thì đây là một cái điểm rất mạnh của chương trình, nó giúp cho người ta có thể là có tra vữa hay không, hay là không tra vữa. Một cái vấn đề khác nữa cũng liên quan đến phụ lục vữa, đó là chương trình có khả năng là thay đổi cái phụ lục vữa. Chúng ta chọn một công tác, sau đó nháy phải, chúng ta chọn cái menu là chuyển đổi phụ lục vữa. Thì hiện nay chương trình đang dùng cái vữa là xi măng PC30, cát vàng và sỏi, sỏi 4x6 và mác 100, độ sụt 68. Giả thiết rằng là chúng ta cái công tác bê tông này chúng ta không chọn mác 100 này nữa, và chúng ta chọn mác 250 chẳng hạn, thì đơn giản chúng ta chỉ chọn vào đây, sau đó chúng ta bấm chọn. Và trong hợp này thì cái bê tông này đã được thay bằng cái mác 250, và cái hao phí của nó đương nhiên sẽ tăng lên chứ không phải là mác 100 như trước nữa. Trong thực tế thì có một số cái công tác mà nó hiển thị hao phí ở đây, và chúng ta cần phải kiểm tra cái vật liệu nó tra trong định mức thế nào, hao phí như nào, và giá gốc như nào, cũng như giá tháng như thế nào. Thì chúng ta để cái cửa sổ hao phí định mức ở dưới này. Còn trong một số trường hợp chúng ta không muốn hiển thị cái hao phí ở đây, thì chúng ta có thể bấm vào cái nút này, hoặc là bấm vào đây để chúng ta ẩn cái hao phí đi cho nó rộng màn hình, và chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa cái công trình của chúng ta. Ở đây giống như Excel, thì ngoài về mặt hình thức ra thì chương trình cũng hỗ trợ các cái tính năng khác như là sao chép, cắt dán, rồi chèn dòng, xóa dòng như Excel. Và có xét về mặt kỹ thuật thì có nhiều trường hợp chương trình còn tiện hơn Excel. Ví dụ chúng ta thấy ở đây, giả thiết rằng là cái diễn giải này chúng ta là chỉ bằng này là bị thiếu, thì chúng ta có thể chèn một dòng vào, nháy phải và chọn chèn dòng. Ở đây thì có rất nhiều các phím tắt, ví dụ như insert là chèn dòng, control insert là chèn nhiều dòng, F8 là xóa những cái dòng đã được chọn, và control F8 là xóa nhiều dòng. Hoặc là chúng ta có thể bôi đen nhiều các cái ô, sau đó chúng ta bấm nút đen, hoặc là chọn xóa nội dung, thì cũng tương ứng như giống như Excel. Trong trường này tôi giả sử tôi chọn chèn dòng chẳng hạn, thì nó đã chèn cho một dòng, và chúng ta tiếp tục gõ 5+6, enter. Hoặc là một trường hợp khác chúng tôi chọn là chèn nhiều dòng. Đấy, thì chương trình nó sẽ hỏi là chèn bao nhiêu dòng, mặc định là chèn 5 dòng, nhưng mà chúng ta có thể là sửa con số 5 thành con số 3, sau đó bấm chấp nhận hoặc là bấm enter, thì chương trình đã tự động chèn chúng ta 3 dòng ở đây, và chúng ta có thể gõ các cái diễn giải ở đây. Chúng ta có thể gõ là diễn giải. Có diễn giải đây. Cũng trong một số trường hợp là chúng ta lại không muốn cái diễn giải ở đây, có hai cái dòng này thừa, chúng ta có thể bôi đen và chúng ta nháy phải là xóa những, chúng ta chọn tiếp cái menu là xóa những dòng đã chọn, hoặc là bấm phím F8 trên bàn phím. Thì trước khi xóa thì chương trình cũng cẩn thận hỏi xem là liệu mình có chắc chắn xóa những cái dòng đã chọn không, và trong hợp này chúng ta chọn yes thì chương trình sẽ tự động xóa đi. Ở đây thì chúng ta có thể là một cái thao tác nữa rất là quan trọng, đó là cái thao tác mà sao chép cắt dán giống như trong Excel. Bình thường thì chúng ta có thể sao chép cắt dán dưới chế độ như là chúng ta chọn cái ô nào để chúng ta sao chép hoặc dán cái ô đấy, thì chúng ta giống như Excel, thì đầu tiên chúng ta chọn các cái ô đấy, sau đó nháy phải và chúng ta chọn là sao chép hoặc là cắt, hoặc là bấm phím tắt là Ctrl+C. Tiếp theo chúng ta chuyển xuống cái vùng mà chúng ta cần định dán cái diễn giải hoặc cái công tác ấy vào. Chúng ta chọn là Paste hoặc là Ctrl+V. Và chúng ta bấm Enter để chương trình nó tính lại cái khối lượng này.
đấy là về vấn đề sao chép cắt dán giống như Excel. Nhưng mà chương trình hỗ trợ một cái khả năng khác, đó là chúng ta có thể là chọn nhiều công tác cùng một lúc, chúng ta chọn nhiều công tác. Ví dụ chúng ta chọn hai công tác này, chúng ta chỉ cần bôi đen từ đây tới đây là xong, chứ không cần thiết phải bôi đen tận xuống tới đây. Chương trình cũng hiểu là ý chúng ta muốn là hai công tác như thế này. Bây giờ chúng ta tạm thời bôi đen như thế này. Sau đó chúng ta chọn một cái menu là sao chép những công tác đã chọn. Sau đó thì chúng ta chuyển xuống vị trí này chẳng hạn. Vị trí này chúng ta chèn vào đây, thì trong hợp này chương trình sẽ tự động đưa các cái công tác từ đây trở xuống rồi xuống bên dưới này, và chèn hai công tác vừa rồi ở đây. Chúng ta chọn dán công tác, thì như vậy là hai công tác ở đây đã được chọn, đã được chèn ở đây rồi, và chúng ta chỉ việc là chúng ta chỉ việc sử dụng các công tác này, hoặc là chỉnh sửa tên, hoặc chỉnh sửa cái diễn giải này theo phù hợp với đúng cái cấu kiện ở đấy là xong. Và các cái nội dung khác nữa, ví dụ như là chúng ta có thể chèn một cái ghi chú cho một công tác. Ví dụ như là ở đây chúng ta cần phải chèn cái ghi chú cho cái công tác bê tông này, một cái ghi chú nào đó. Ví dụ như là chúng ta cần phải sửa lại sau khi đã có bản vẽ chính thức chẳng hạn như thế, thì chúng ta bấm đây. Thì khi này thì chương trình đã tự động có một cái dấu đỏ ở đây, và khi chúng ta di chuột đây thì nó sẽ hiện nhắc nhở chúng ta một cái ghi chú là cần sửa lại sau khi đã có bản vẽ chính thức. Cũng giống như là Word hoặc là cũng giống như Excel, thì chương trình cũng có các chức năng như là chúng ta có thể là chọn hai cột này để chúng ta ẩn đi. Chúng ta nháy phải vào đây, chúng ta là hiện ẩn cột chẳng hạn, thì chúng ta ẩn hai cột đấy đi. Hoặc là chúng ta nháy phải vào hai cột này, chúng ta hiện cột cũng được. Hoặc là chúng ta chọn cột này, chúng ta hiện cột để ẩn nó đi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể là hiện ẩn một số các cái dòng này. Chúng ta nháy phải ở đây, chúng ta hiện ẩn dòng. Thì ở đây, từ dòng số 20, 21 nhảy xuống 26, bởi vì có từ dòng 22 đến 25 là ẩn đi. Giờ chúng ta lại chọn từ 21 đến 26 và chúng ta hiện ẩn dòng, thì các cái dòng vừa rồi đã ẩn đi lại được hiện ra. Ở đây có một cái lưu ý, khi mà tra tên công tác thì cái tên chuẩn của cái công tác AF 111 là bê tông lót móng sỏi 4x6 chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 250, vữa mác 100 chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ giả sử như mà ai đó sửa cái tên này đi, nhưng mà tôi muốn là tra lại cái công tác và công tác khác nhưng mà cái tên thì không đổi. Ví dụ chúng ta sửa cái tên là công tác bê tông móng số 1, giả sử như này, và chúng ta chọn một cái mã khác là mã AF.12 chẳng hạn. Chúng ta chọn một cái bê tông này, thì chúng ta để ý cái tên công tác là công tác bê tông móng, nhưng vừa rồi đã bị mất và thay bằng cái tên chuẩn là bê tông sỏi 1x2 chiều dài nhỏ hơn bằng 45, chiều cao là nhỏ hơn 4 và vữa là mác 250. Vậy thì cái nguyên nhân là chúng ta đang để ở chế độ là thay tên công tác khi tra mới. Bây giờ tôi bỏ cái chế độ đi bằng cách là nháy phải và tích, và cái này thì nó sẽ mất cái dấu tích ở đây đi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ gõ lại cái tên là bê tông móng lần thứ 2. Bây giờ đặt lại cái mã là AF.13 chẳng hạn. Chúng ta chọn một cái bê tông như thế này, là bê tông mương cáp rãnh nước bằng sỏi 1x2 vữa mang 150, thì xem cái tên có bị đổi không. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là cái tên này vẫn được giữ nguyên, chứ không tự động thay đổi như là trước đây nữa. Và ở đây có một số các cái menu khác nữa, ví dụ như là tính lại đơn giá cho công tác hiện hành, thì với ý nghĩa là như sau. Chúng ta thấy là
cái với ý nghĩa là ví dụ như là một cái công tác như thế này thì cái tính lại đấy nó sẽ lấy hao phí mức ở đây nhân với cả giá ở đây, tùy thuộc vào tính lại theo đơn giá là đơn giá gốc hay là đơn giá tháng hay là đơn giá tháng đã nhân hệ số rồi. Thì nếu mà chọn theo đơn giá gốc thì cái tính lại ở đấy hao phí vật liệu hoặc nhân công hoặc là ta máy ở đấy thì sẽ tương ứng với cái việc là lấy hao phí này nhân với cả giá gốc. Còn nếu mà chúng ta chọn là theo giá tháng thì là cái giá ở đây sẽ được là lấy hao phí định mức nhân với cả giá tháng. Ví dụ ở đây đầu tiên chọn tính theo giá gốc, chúng ta nháy phải chọn là tính lại đơn giá công tác hiện hành đây. Thì công tác nào mà có sự thay đổi so với cả cái đơn giá trước đây thì ở đây nó đã được hiển thị màu biến đổi thành màu xanh và nó có một cái dấu chấm đỏ ở đây để báo là có sự thay đổi và sự thay đổi này là 110.000. Nếu chúng ta chọn là cái giá ở đây là giá tháng chẳng hạn thì cái vật liệu đây sẽ bằng là hao phí ở đây và nhân với cả cái giá tháng này thì sẽ ra được cái con số khác. Như vậy là phần cái phần nhập liệu cho nhập công trình, nhập tiên liệu cho công trình thì hỗ trợ rất nhiều thứ từ tra cái mã đầy đủ đến như là tra mã một cách đơn giản như là AE hoặc trường hợp nữa là tôi không nhớ gì thì tôi có thể tra theo tên. Và trong đây chương trình hỗ trợ giống hệt Excel là có rất tất cả các cái công cụ như là sao chép cắt dán, chèn dòng xóa dòng hoặc là các cái công cụ khác phục vụ cho chuyên ngành, ví dụ như chúng ta có thể là tăng cái hệ số định mức lên hoặc giảm đi hoặc là có tra vữa hay không. Thì đây là một cái một trong những cái một trong những cái bộ công cụ mà đầy đủ, tương khá là đầy đủ các cái công cụ để chúng ta có thể nhập công trình cho nó mềm dẻo uyển chuyển. Và chúc các bạn là vào được công trình nhiều và thoải mái trong cái cách nhập công trình.